Sở Xây dựng Đà Nẵng, hiện nay trên địa bàn thành phố có 42 khu chung cư và nhà liên kề thuộc sở hữu nhà nước, được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt bố trí cho thuê căn hộ chung cư đối với các đối tượng đáp ứng các điều kiện theo quy định. Người được thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước không được chuyển đổi, bán, cho thuê lại hoặc cho mượn nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu vi phạm, sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 139 ngày 27 tháng 11 năm 2017. Mức phạt tiền từ 50 đến 60 triệu đồng đối với người được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, thực hiện chuyển đổi, bán, cho thuê lại nhà ở hoặc cho mượn nhà ở, đồng thời bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính nếu có và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định.